Thưa huynh đệ, hôm nay chúng ta học bài Thâu ngắn đường đi. Thâu ngắn đường đi. Thuở xưa, có một thôn làng cách kinh thành 100 dặm. Nơi ấy có một cái giếng nước rất trong và ngon ngọt lạ thường. Vua hạ lệnh cho dân làng mỗi ngày phải chở nước về kinh thành. Dân làng ngày ngày tới lui mệt mỏi. Chỗ này phải dùng chữ chuyên chở hả? Vì hồi xưa họ gánh không à, chứ không có xe gì nhiều đâu. Dân làng ngày ngày tới lui mệt mỏi, không chịu được, bèn rủ nhau trốn đi phương xa. Việc này vị trưởng thôn biết được, liền triệu tập tất cả cư dân trong thôn làng, đứng ra tuyên bố: các anh em chớ nên đi đâu, tôi sẽ thỉnh cầu đức vua thâu ngắn con đường 100 dặm thành 60 dặm tức khắc. Các anh em đi lại sẽ được gần hơn, không đến nỗi mệt mỏi như trước. Sau đó, vị trưởng thôn vào kinh tâu lên vua sự việc. Vua chấp thuận lời thỉnh cầu, hạ lệnh cho đổi con đường 100 dặm thành 60 dặm. Dân làng được tin ấy đều vui mừng và tự cảm thấy gần hơn trước. Họ tin tưởng lời vua và đồng lòng không dời đi đâu nữa. À, đây là cái sự tự kỷ ám thị hả? Tức là ngày xưa đó huynh đệ họ không có xe cộ nhiều để chuyên chở, chỉ có những cái con vật ngựa, lạc đà, lừa vân vân thay người, còn không thì người là phải gánh gồng vân vân. Vua thấy ở đây có cái nguồn nước tốt, thành ra bác phải trở về kinh thành. Ngày xưa nó vậy đó, cái gì ở đâu có cái gì tốt á, thì đem về kinh thành. Ngày xưa ở ngoài Bắc mình có cái trái vải ha, là phải đem qua bên Tàu. Đó, cũng như trong cái thời mà bên kia bà Dương Quý Phi đó, bà thích cái gì, bà rất thích cái trái lệ chi, trái vải. Các nơi phải đem về vân vân. Dân làng tới lui mệt quá muốn trốn, thì huynh đệ biết ngày xưa cái việc này là việc không tránh được. Trốn đi mà trái lệnh vua thì chỉ có khổ hơn thôi. Thì khi một việc không thể tránh được thì cái vị trưởng thôn khôn ngoan và biết là chịu cực như vậy nó vẫn tốt hơn, an ổn hơn. Cho nên ông dùng một cái phương tiện, đây là phương tiện, nói như là xí gạt mấy người này vậy đó. Thôi tôi sẽ xin vua cho thâu ngắn con đường 100 dặm thành 60 dặm tức khắc. Và vua chấp nhận và bảo rằng bây giờ con đường chỉ còn 60 dặm. Thì người dân họ tin tưởng vua nói, bây giờ đường ngắn hơn rồi, còn có 2/3 mình đi đỡ. Và cho nên họ không nghĩ tới chuyện dời đi đâu nữa. Là cái câu chuyện nó vậy đó. Cho nên gọi là phương tiện. Phương tiện có nghĩa là mình thấy cái gì không thể làm khác hơn thì mình dùng cách này hay cách khác để cho việc nó dễ chịu ra, hoặc dễ dàng hơn, hoặc là để cho có thể làm được, thì gọi là phương tiện. Ví dụ như một người bệnh mà họ tới bệnh khổ không thể cứu được nữa, nhưng mà muốn cho tâm người đó an, thà rằng là khi nào chết thì chết nhưng mà sống thì an, chứ đừng có lo buồn, thì cả bác sĩ cả người thân đều nói không sao đâu, cứ yên tâm, bệnh nó sẽ càng ngày càng giảm, vui vẻ và tạo hết cái điều vui, thì người đó lành hay không chưa biết, nhưng mà họ khỏe tâm cái đã.
Và đôi khi chính nhờ cái phương tiện vậy mà họ khỏe thân luôn, bớt bệnh. Thì những cái đó gọi là phương tiện. Thì xưa chư Phật, chư Bồ Tát cũng vậy. Để khuyến khích người tu tập, để giúp cho người tu tập có được một cái sức mà đi đường dài thì dùng phương tiện. Hồi đó có người ta phỏng vấn một cái tay chạy điền kinh Nhật Bản, à, chạy học cái là việt giả hay điền kinh, tôi không biết hai cái này nó khác nhau cái gì, là chạy đường dài ghê lắm. Thì cái ông này luôn luôn ổng thắng, luôn luôn bao nhiêu trận cũng thắng hết trơn. Thì người ta mới hỏi làm sao anh có thể bền sức tới như vậy. Thì sau đó ổng mới bật mí ra đó là ổng nói những cái ngày mà trước khi trận đấu đó là tôi đi suốt cái con đường đó và tôi đánh những cái mốc, à, cứ một cái đoạn đường nào đó là nó có một cái mốc và tôi chỉ có tôi biết cái dấu đó. Và trong tâm của tôi đó, tôi chỉ có hạn định cho mình một khoảng đường đó mà thôi. Ví dụ nó chạy dài 30 miles thì cứ 5 miles là ông đánh một cái mốc. Thành ra trong tâm của ổng á, ổng chỉ nói mình chỉ cần chạy 5 miles. Và ổng chạy tới 4 miles, ổng thấy mệt rồi, ổng chạy tới 5 miles mừng quá là đã xong. Thì chính cái tâm đó nó làm cho cái cơ thể ổng phấn chấn lên, là ổng bắt đầu tiếp cái đoạn thứ hai. Và nhờ vậy mà ổng chạy hơn cả những người dường như là còn khỏe hơn ổng nữa. Thì cái này người ta gọi là sức mạnh tinh thần. Và chính cái sức mạnh tinh thần này nó giúp cho người ta vượt qua rất nhiều. Người đời cũng thế, đây là cái ý nghĩa của câu chuyện. Đã phát tâm tu học chánh pháp, vượt khỏi năm đường hướng đến Niết Bàn. Nhưng nửa chừng tâm sanh mỏi mệt, thối thất, không muốn tu tập nữa, dừng lại trong vòng sanh tử. Đức Thích Tôn có đủ phương tiện, phân pháp nhất thừa thành tam thừa. Những người trí tuệ cạn mỏng nghe thế lòng rất vui mừng, nghĩ là Phật Pháp dễ tu, nên tiếp tục nỗ lực tiến tu các công đức lành để vượt khỏi sanh tử. Sau đó lại nghe Phật dạy, thật ra không có tam thừa, chỉ có nhất thừa. Bây giờ họ đã tin lời Phật, có thể hồi tiểu quả hướng đến đại thừa, không còn nghi ngại, an nhiên tiến tu đạo đại thừa Bồ Tát. À, bài này để ôn lại cho chúng ta một vài cái điều trong Phật học. Thế nào là năm đường, thế nào là tam thừa, thế nào là nhất thừa. Và trong cái ôn tập này nó không thuần chỉ là lý thuyết mà mình coi những cái thừa này nó có nơi mình hay không và mình đang đi cái con đường nào đây. Mình phải biết ạ. Ví dụ mình đi đâu mình phải biết cái đường đi nước bước của mình. Người đời, những cái người mà phát tâm tu học chánh pháp đó, thì họ muốn vượt khỏi năm đường hướng đến Niết Bàn. À, Đố huynh để biết năm đường này là gì? Để hướng đến Niết Bàn. Ngũ thừa Phật giáo À, ngũ thừa Phật giáo. Rồi cô nói đi, giỏi quá. nhân thừa thiên thừa Gì nó nói lớn lớn ạ. À? Nói lớn. nhân thừa thiên thừa Thanh thanh văn thừa duyên giác thừa Bồ Tát thừa. À, đó, mấy vị khác phải nhớ thuộc nha. À, viên Thanh Phương, con biết năm thừa không? À, nói thì mới nhớ. À, nhân thừa tức là quý vị phải trả bài rục rục nha. Nhân thừa là đi trên cái con đường loài người, có nghĩa là năm cái con đường này là đã đóng cửa ba đường ác rồi, không còn địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa. Thì điều kiện để được làm người là gì? Trả lời mau, ăn thiền. Mình phải giữ gì năm giới. À, giữ gìn năm giới. Trả lời lẹ. À, năm giới là gì quý vị trong Zoom này?
trả lời lẹ. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đúng rồi, bây giờ xin hỏi chúng ta giữ trọn năm giới này chưa, để đừng có rớt xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh? Đã bảo đảm là đi trên nhân thừa chưa? Có còn nói dối không? Chị Thường Phương nói là nói dối hơi nhiều. Nhất là mình sẽ cho nó một cái áo gọi là lịch sự. Tôi vì lịch sự không muốn mất lòng cho nên tôi phương tiện. Nhưng mà sự thực có một cái lòng muốn gạt người ta. Đó, tâm nó không chân thật. Rồi ở cái xứ Mỹ này nữa hay xứ Tây Phương, người ta uống rượu như đó là một cái văn hóa. Nhưng mà lâu dần nó thành cái thói quen. Đó, thì ngang đó là mình đã hơi lựng khựng rồi ha. Thì coi chừng ấy, cho nó xê xích cái chân một cái mà nó rớt xuống. Nó hơi khổ. Rồi bây giờ thiên thừa là tu cái gì? Tu thập thiện, đọc lẹ lên. Không trộm cắp, tà dâm, đó là ba nghiệp về thân, bốn nghiệp về miệng, không nói dối, hai lưỡi nói lời độc ác, nói lời thiêu dệt, nói lời hung dữ độc ác và nói lời thiêu dệt. Đó, bốn điều này mình có phạm không? Ôi trời, chị Phương thì nói phạm lia lịa. Không nói dối, tức là mình lai rai, mình phương tiện, mình cũng có nói trại trại đi một chút. Đó. Không có nói lời hung dữ độc ác. Cái khi nào mà mình giận quá đó huynh đệ, mình cũng nói lời dữ lắm ạ. Mình đều giữ hết. Không nói lời theo dệt, tức là mình hơi nói cho nó màu mè tí, cho nó hấp dẫn. Cái này mình có. Rồi không nói lời hai lưỡi, tức là nói đầu này đầu kia cho người ta giận nhau. Có bộ bốn cái này mình có không hả? Thôi tiêu rồi. Rồi tới ba cái về ý thì còn ác liệt nữa là tham. Mình còn tham không? Thứ nhất là tham ăn với tham ngủ, thì dạ thưa quý cô cũng còn. Bằng cớ là Phật tử hay đem món ngon tới mời quý cô, và quý cô cười cười rùi cũng hoan hỷ hứa nhận. Tham ngủ thiệt, giờ mà ai cho cô Tuệ ngủ, cô Tuệ cũng rất là hoan hỷ để ngủ. Tham sân, mình bực bội là chuyện thường. Không sân thành lửa ngọn thì cũng sân thành cái lửa tro âm ỉ. Và si thì cái gốc của vô minh, ngày nào cũng còn si. Thôi tiêu rồi. vậy là không tới rồi. Thiên thừa không tới rồi. rồi bây giờ tới thanh văn thừa. Thanh văn thừa là gì? Đố huynh đệ. Mấy cái này nhân cái bài học này đó mình ôn, nhưng mà thật sự mình ôn cho chính mình, chứ không phải mình ôn trên giáo lý. Tuy là nãy giờ nói như cười vui, nhưng mà sự thực chúng ta đều có một cái tâm có ngại ở trong. Dạ, thiên thừa, nhân thừa không qua. Cho nên mình sẽ coi để rồi mình cố gắng gìn giữ. Sơ tổ Trúc Lâm, những cái ngày tháng cuối đời, ngài rời núi Yên Tử và đi khắp trong dân gian để hủy bỏ những cái miếu thờ mê tín và dạy pháp gì? Dạy tu thập thiện, tức là trên ngũ giới rồi đó. Bản thân ngài trong suốt cái đời làm vua đó, là ngài đã giữ Bát Quan Trai giới thanh tịnh, tức là ngũ giới bảo đảm rồi. Bát Quan Trai là trên ngũ giới một bậc. Bây giờ ngài đi khắp trong dân chúng thời đó để truyền pháp thập thiện. Còn bây giờ mình tu học rất lâu, giáo lý học là tối thượng thừa, thì cái thập thiện cũng phải tròn. Nếu chưa tròn thì mình sẽ nói một cái câu như là khi mấy người thọ giới vậy đó. Nếu không dám mạnh mẽ để nói là con xin giữ, con hay là con giữ được, thì mình cũng phải nói một cái câu con xin cố gắng giữ. Dạ. Và những cái này đó huynh đệ, nó
mình hay dung dưỡng mình cái tham sân si. Nhưng mà mình có nên cứ mãi dung dưỡng không? Đó, cho nên những cái này là những cái mình phải phải nghiệm với chính mình. Ít ra bốn cái giới về miệng mình giữ. Tại vì cái đó, ví dụ ba cái tham sân si nó khó giữ, nhưng mà bốn cái về miệng mình giữ được. Mình giữ được, tại sao không giữ? Ít ra là cũng để cho cái mình với gia đình mình, anh chị em mình nó đỡ thương tổn nhau. Đó. Và cái phong, cái tư cách của mình nó được tốt đẹp. Một người mà họ giữ được bốn cái giới về miệng là đương nhiên là người dễ thương. Tại vì cái miệng nó sinh sự dữ lắm. Người ta kêu gì? Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất, là xuất từ bốn cái anh này đây. Nó hễ bốn anh này mà phát ra là họa từ nơi miệng mà ra. Dạ, cho nên khi mình học những cái bài này, mình có cảm giác bài này tôi biết rồi. Tôi biết rồi nhưng mà tôi làm không được. Kể cả cái người đang ngồi nói ở đây thì tham sân si nó vẫn còn. Rồi bây giờ tới thanh văn thừa. Thanh văn thừa là cái phương pháp tu hành của những cái vị đệ tử xuất gia Phật thời xưa đó. Hoặc là thời nay, cái chữ thanh văn là gì Chân Minh? Thanh á, là âm thanh, văn á, là nghe. À, tức là nghe pháp. Có nghĩa là gì? Ngày xưa không có chữ viết. Ngày xưa không có chữ viết, cho nên chữ thanh văn có nghĩa là nghe Phật dạy, rồi theo đó tu hành. Cũng như bây giờ mình đọc sách rồi mình tu theo vậy đó. Thì con đường này chủ yếu là xoay quanh cái chân lý tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo. Mà nếu thật sự thấu đạt thì chứng quả A-la-hán, nhưng mà chưa chứng được quả Phật. Rồi tới duyên giác thừa. Cái vị thanh văn này họ tu, họ đi từ sơ quả, nhị quả, tam quả tới tứ quả. Thì thiệt ra đây cũng là cái con đường mình phải đi, huynh đệ. Sơ quả là gì? Là dứt được ba cái kiết sử: thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Cái này không phải nói lý thuyết đâu, mà chính mình á, mình coi mình đã dứt chưa. Thân kiến tức là mình nghĩ cái thân này nó còn hồi và mình thầm trong tâm mình muốn giữ, mình chấp là thật, mình vẫn còn muốn gìn giữ cái thân. À, bằng cớ là mình sợ Covid dữ lắm, thì mình nhìn cái cách mà cả thế giới sợ Covid thì mình biết cái thân chấp về thân nó nhiều hay ít. À, nói như vậy không có nghĩa là mình phế bỏ và mình không có phòng ngừa Covid. Dạ thưa quý cô, ở Diệu Nhân đã chủng tới mũi thứ ba rồi. Có nghĩa là mình không có sợ, nhưng mà tất cả những cái biện pháp để giữ cái thân như một cái bè đưa tới vượt khỏi cái biển sinh tử mình vẫn giữ, nhưng mà mình không có cái kiến chấp về thân. Dạ, người ta chủng mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba thì mình cũng theo đó mình làm để giữ gìn tất cả cho mình và cho xã hội. Nhưng mà không có cái thân kiến, giới cấm thủ chắc mình bớt rồi ha. À, và nghi. Rồi còn nhị quả, cái này mình có thể được không đệ? Khi mình đủ niềm tin với Phật Pháp, có thể được. Nhị quả là tham sân đã mỏng nhạt. Ví dụ bây giờ ai cho tiền mình nhiều, cái sức mà mình mê ham mê nó bớt đi, đó là gọi là mỏng nhạt.
sân thì ngày xưa giận đùng đùng, bây giờ giận mau phai hơn, giận cái ngọn lửa nó không không có bùng quá, không đến nỗi cháy ai, gọi là mỏng nhạt, nhưng mà hai thứ này nó vẫn còn. Đó, thì từ từ mình phải đi qua cái này thôi. Do đó đây là cái con đường đi của mình. Tới tam quả thì phá hẳn tham sân. Đó, cho nên không còn sinh ở cõi người nữa. Vì không còn tham dục, không còn tham ái, tham dục thì nó không còn cái nhân duyên để sanh cõi người nữa. Nhưng mà vẫn phải còn tu tập chứ chưa chứng quả A-la-hán. Và tứ quả thì tịch tỉnh niết bàn. Tịch tỉnh niết bàn, tịch tỉnh có nghĩa là tâm vắng lặng, xả niệm thanh tịnh đó, tâm vắng lặng. Thì những cái này đó huynh đệ, có những khi tâm của mình vắng lặng huynh đệ, có đó chứ không phải không đâu. Cho nên mình chứng luôn á thì đó gọi là quả. Còn nếu thỉnh thoảng thì chưa là quả, nhưng mà nó vẫn có nhân. À, tâm tịch tỉnh hoặc là niết bàn. Niết bàn là một cái sự lặng lẽ hoàn toàn. À, củi hết lửa tắt. À, có chứ không phải không đâu. Dạ. Cho nên cả bốn cái trạng thái này đối với một người tu, nhất là tu thiền đó huynh đệ. À, khi mình bớt các duyên và khi tâm đã bớt tham ái thì những cái này đều có đi qua. Đó là thanh văn thừa. Tới duyên giác thừa, còn gọi là bích chi Phật, Pratieka Buddhayana, là duyên giác thừa, là những cái vị Phật đã giác ngộ nhưng mà không có khả năng giáo hóa chúng sinh đắc quả vô thượng, cho nên kém hơn Phật toàn giác. Tức là các ngài là bích chi Phật, nhưng mà cái giác quả đó nó tròn đầy như Phật. Chỉ có điều là không có cái khả năng giáo hóa chúng sanh như một đức Phật toàn giác Thích Ca. À, vì vậy vẫn gọi là cái thừa nhỏ, cái cổ xe nhỏ vì không chở được nhiều người. Mình thấy một cái chiếc máy bay bây giờ, chiếc máy bay Eva, nó chở khoảng 500 người không ha? Hay là nhiều lắm ạ? Đó, nó chở và nó bay vượt biển, vượt đại dương, nó bay xa vậy đó. Đó, thì đó, để cho mình thấy. Còn cái chiếc xe đạp của mình á, thì mình chỉ chở được sau lưng người, trước người, nhiều lắm, ba người vân vân. Và đi chậm. Còn Bồ Tát Thừa, Bồ Tát Thừa là được coi như Đại Thừa, là cái cỗ xe lớn nhất. Thì ngang tới duyên giác thừa là mình đã thấy mình không có phần. Có phần hay không huynh đệ? À, tu thập nhị nhân duyên. Thì khi nào mà mình quán chiếu và mình ứng dụng trong đó, và cái tâm ở cái chỗ giác tức là ở nơi cái biết ấy, thì mình vẫn có một cái liên hệ ở đây. Hôm trước cô Tuệ có nói, sở dĩ mà phân tích từng chặng là vì đôi khi mình có duyên với một trong những cái này. À, ví dụ như cái đầu mốc của 12 nhân duyên đó, là vô minh. Mà nhà thiền thì phá cái chữ vô minh này rất mau, tức là minh. Minh có nghĩa là biết rõ, rõ ràng thường biết chính là minh, chứ không có gì khác. Rõ ràng thường biết, gọi là minh. Mà do có vô minh nên có hành, do có hành nên có thức, vân vân. Danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu và khổ u não. Nó có một cái quả là khổ u não hiện nay. Bây giờ mình tu do không có vô, do vô minh diệt cho nên hành diệt. Thì vô minh diệt là sao? Tức là cái minh nó tỏa sáng. Đó gọi là rõ ràng thường biết. Hồi xưa ông chỉ dạy mình biết vọng không theo, rõ ràng thường biết. Mắt thấy
là thấy, tai nghe là nghe. Những cái này đó huynh đệ là những cái có thể làm được. Cho nên mình cứ nhắc nhau hồi như vậy. Và mình làm từng chút, cứ rõ ràng thường biết. Sáng ra thức dậy, ngồi dậy một cái, rõ ràng thường biết. Bước xuống giường, rõ ràng thường biết. Người không phải là đọc cái câu chú, nhưng mà chính mình sống cái chỗ rõ ràng thường biết. Vốc nước rửa mặt, vòi nước nó ra lạnh hay nóng. Cái cảm giác ướt trên tay, cảm giác mát trên mặt, rõ biết. Thì chính như vậy mà miên mật thì nó là minh. Mà nó có minh là vô minh diệt. Vô minh diệt là cái dòng vận hành của tâm thức nó không còn. Đó. Nói tóm lại, cái khả năng để trở thành một vị Bích Chi Phật nơi mình nó cũng có. À, mình ưa đi con đường này huynh đệ cứ đi thử đi. À, thì nó cũng có thể được thôi. Hoặc là mình chặt ngang cái chỗ ái thủ hữu. Xúc thọ ái thủ hữu. À, có xúc, có thọ, nhưng mà mình chặt, không có ái. À, ăn là xúc nè, đưa thức ăn vô miệng. Thọ, thấy ngon quá. Nhưng mà ngang đó là mình tự bật đèn đỏ cho chính mình. Thì mình không có ái. Tức là mình không hỏi cái này chị mua ở đâu vậy, cho em thêm miếng nữa. Ngang đó mình chặn lại, ví dụ. Đó. Bồ Tát Thừa được xem là Đại Thừa. Vì những chúng sanh nào mà tu trên con đường này sẽ đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành một vị Phật toàn giác. Cho nên cái con đường Bồ Tát Đạo này được khuyến khích. Tất cả quý vị tỳ kheo khi thọ đủ cái giới cụ túc giới, gọi là giới của một người trưởng thành trong Phật Pháp đó, đều phải thọ Bồ Tát giới. Đều phải thọ Bồ Tát giới. Tức là chuyển cái tiểu thừa thanh văn duyên giác qua Đại Thừa. Nhưng mà không cần phải đợi đến tỳ kheo, tỳ kheo ni. Tất cả ai cũng có thể thọ giới Bồ Tát. Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Tất cả cùng đinh, tất cả người giết, người trộm cắp, tà dâm, tất cả đều có thể thọ Bồ Tát giới. À, cho nên gọi là Đại Thừa. Đây là con đường của những người có đủ cái lòng tin rằng mình có tánh Phật. Mà giả như không có tin được mình có tánh Phật thì họ cũng có tánh Phật thôi. Cho nên con đường này nó mở ra cho mọi hàm linh, hay gọi là Đại Thừa. Nào huynh đệ thấy những cái ý nghĩa này rất là hay. Thì khi mà mình hiểu những cái này rồi đó huynh đệ, mình trân trọng hết mọi người. Mình không còn dám phê phán ai nữa hết, vì ai cũng Bồ Tát hết. Ai cũng là hữu tình giác. Chữ Bồ Tát nguyên nghĩa nó là hữu tình. Bồ Tát là cái âm, dịch âm của chữ Bodhisattva. Dịch âm Bodhisattva thành ra Bồ Tát, Bồ Đề Tắc Đỏ. Bodhisattva, Bồ Đề Tắc Đỏ là dịch âm. Còn nghĩa là hữu tình giác. Hữu tình giác là loài nào, hàm linh nào cũng có tánh biết hết. Thành ra cái mình không dám khinh ai nữa. Ai cũng có tánh Phật. Và ai cũng đã từng trôi lăn. Thì mình cũng đã từng trôi lăn. Thành ra những cái nhỏ nhỏ này đó, mình lụm mình bỏ túi. Rồi dần dà cái tâm của mình nó khiêm tốn. Và nó trân trọng mọi người, thì tự nhiên mình sẽ giữ được bốn cái giới về miệng, vân vân. Đó, đó là những cái nhỏ nhỏ. Và cái con đường tu hành chính á, là thực hành các cái ba la mật. Ba la mật ví dụ như lục độ vạn hạnh, hoặc là người ta cũng gọi là lục độ ba la mật. Huynh đệ đọc thử coi. Giỏi quá ha, mấy cái này dễ thuộc ha, không biết dễ làm không. Bố thí có nghĩa là ai xin gì cũng cho, có ít cho ít, có nhiều cho nhiều. Bố thí trì giới, mình có bố thí, cái mức độ bố thí của mình cỡ nào, mức độ bố thí nó đi
tỷ lệ thuận với sự xả ngã, tỷ lệ nghịch với sự chấp ngã. Thì bây giờ mình muốn nuôi cái ngã hay là muốn bỏ cái ngã đó, vân vân. Trì giới, mình có thật trì giới không? Năm giới có chủ trì không? Mười giới có chủ trì không? Huống nữa là các giới khác. À, cho nên sư ông thầy rất là cấp tiến. Tỳ kheo 200, tỳ kheo ni 348 giới. Thỉnh nguyện thầy cho đọc 10 giới thôi. 10 giới mà giữ cho tròn là đã tốt rồi. Tỳ giới nhẫn nhục. Mình có nhẫn nhục không? Hay là mình than thở và mình phản ứng? Tinh tấn, thiền định, trí tuệ, vân vân. Thì Bồ Tát á, là ai? Là những cái chúng sinh có nguyện lực lớn, vừa muốn tự giải thoát cho chính mình, vừa cứu độ những chúng sanh khác. Và đây là những cái định nghĩa rất hay hơn đấy. Định nghĩa cho chính mình đó. Bồ Tát là những cái chúng sinh có nguyện lực lớn, mong tự giải thoát mình. Mình có muốn tự mình giải thoát không? Hay là vẫn thích ở trong buộc ràng? Ví dụ khi mình giận ai quá, mình giận ai quá một việc gì, mình cứ lầm bầm, mình lùng bùng trong đầu, mình lầm bầm trong miệng, mình ngoắc người này người kia kể, thì chính mình đang nhốt mình trong cái tâm phiền giận đó. Và mình ưa vậy đó. Ai can thôi chị, buông xuống đi, bớt giận đi, cái mình la họ nữa. Cho nên mình có chịu, mình có muốn tự giải thoát mình hay không? Và có muốn cứu độ những chúng sinh khác không? Thì một cái vị Bồ Tát có thể phát nguyện thành Phật rồi độ chúng sanh. Ví dụ như Phật Thích Ca chẳng hạn, Ngài thành Phật trước rồi Ngài độ chúng sanh. Mà cũng có những vị Bồ Tát nguyện độ chúng sanh rồi mới thành chánh quả. Cái lời nguyện sao cô Bổn? À, con đọc lại cả câu thầy nghe. À, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. À, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Chúng sanh phải độ hết. Ôi già mô Phật á hả? Phải độ hết chúng sanh thì mới chứng Bồ Đề. Vậy thì cái vị này có thành Phật không? Không biết ha. À, địa ngục vị không thể bất thành Phật. À, bao giờ địa ngục mà chưa có sạch trơn á thì chưa có thành Phật. Đó là cái hạng Bồ Tát thứ hai. Và hạng Bồ Tát thứ ba là gì đố huynh đệ? Đó là những cái vị Bồ Tát đã đắc quả vô thượng rồi, nhưng mà thương xót chúng sanh cho nên hiện thân làm Bồ Tát. Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, nhất là Bồ Tát Quán Âm. Ai kêu là ứng. Các vị này đều là đã chứng quả vô thượng rồi, nhưng mà hồi nhập ra bà trở lại và hiện thân làm Bồ Tát giáo hóa. Nó cũng như Ngài Địa Tạng vậy đó. Thì thật sự cũng Ngài Địa Tạng chắc vô trường hợp thứ hai. À, tức là nhất sanh bổ xứ là khác. Nhất sanh bổ xứ là A-la-hán. Tức là còn một đời nữa đó thì mới thành A-la-hán, là khác, cái chữ đó khác coi. À, như vậy mình sẽ thấy đã đi qua năm thừa. Thành sở dĩ nói như vậy đó là để mình ôn bài và phát tâm tu học vượt khỏi năm thừa này. Tức là năm thừa mà mình đi qua là mình đã thấy không biết mình lót ngóp ở cái thừa nào ha. Thì đây những cái vị phát tâm tu học vượt khỏi năm thừa hướng đến Niết Bàn. Niết Bàn là chỗ vắng lặng. Thì con đường rất cao thượng và rất dài. Cho nên nửa chừng cái nó sanh tâm mỏi mệt, tu ngán quá, dài quá, không biết bao giờ mới thành tựu và không muốn tu tập nữa và muốn thối thất hoặc là muốn dừng lại trong vòng sanh tử. Thì
Đức Phật thấy vậy, Ngài mới dùng phương tiện. Ngài đổi tam thừa, đổi nhất thừa thành tam thừa. Nhất thừa tức là cái pháp thẳng tới Niết Bàn, thẳng tới Phật thừa. Đổi nhất thừa thành tam thừa. Để giúp cho những cái người trí tuệ cạn mỏng. Sao gọi là trí tuệ cạn mỏng? Thật ra trí tuệ thì như nhau, nhưng mà cái người niềm tin đủ gọi là trí tuệ sâu, cái người niềm tin không đủ gọi là trí tuệ cạn mỏng. Mà làm sao mà nó sâu? Là vì mình đã chứng đạt được đôi điều đủ để tin. Ví dụ như mình đã từng ăn một cái trái Asian pear rất ngọt, thành ra mình biết rằng có nhiều cái giống, có nhiều cái cây khác nhau, thứ chua, thứ lạc. Nhưng mà mình đã từng ăn cái trái ngọt rồi, mình biết có cái Asian pear ngọt đó, vì mình đã nếm cái vị đó rồi. Thì cái vị Bồ Tát này tức là mình đó, là người đang tu tập, có một đôi cái khoảnh khắc mình đã nếm được cái vị pháp vị, cái vị giải thoát của một cái tâm tĩnh lặng và đủ lòng tin. Còn trí tuệ cạn mỏng là mình tu tập mà mình chưa có từng cảm nghiệm được, cho nên cái lòng tin nó cạn, nó mỏng. À, như vậy đi theo tam thừa nó dễ hơn vì nó có từng chặn. Nó giống như hồi nãy kể chuyện cái ông người Nhật vậy đó. Ông chạy từng chặn đường. Và ông cảm thấy, mình đã xong được một chặn. Mình đã qua được một chặn nữa. Mình đã qua được một chặn. Cho nên cái tâm á, nó bền hơn. Và tới khi mà đầy đủ công đức lành thì Phật mới dạy, thật ra không có tam thừa, chỉ có nhất thừa. Thì lúc này họ đã đi được hai phần đường rồi, tức là họ đã nếm pháp vị rồi, do đó đủ lòng tin. Và họ có thể hồi tiểu quả hướng đại thừa. Chữ hồi này là xoay lại, tức là ngày xưa mình theo Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, tức là tam thừa đó huynh đệ. Nãy giờ mình đã đi qua là tam thừa rồi, thì họ xoay cái đó để hướng đến đại thừa, tức là Phật thừa hoặc là nhất thừa, không nghi ngại, họ bước thẳng lên trên con đường Bồ Tát. Như vậy với cái cách phương tiện thiện xảo đó, Phật giúp cho chúng sanh tu tập trên đường dài, đi được mà không thối thất. Giống như mấy cái người đó đằng nào cũng phải gánh nước, đằng nào cũng phải gánh 100 dặm, nhưng mà mình nghe 60 dặm cái trong bụng thấy nó nhẹ hơn. Và nhờ cái tâm nghĩ nhẹ, tin là nhẹ, đường ngắn hơn, gọi là thâu ngắn, con đường đã được vua thâu ngắn rồi, chỉ còn 60 dặm thôi, cho nên họ đi được. Này, cô Tuệ nhớ hồi đó leo cái núi Yên Tử. Trời ơi, hồi đó chưa có mấy cái đường cáp treo. Đi là từ buổi dưới chân là đi buổi trưa. Lên tới chùa Dì Vân đó. Đã, chùa cũ là không, Dì Vân Pháp Vân hay gì đó, là mới là bắt đầu phải nghỉ đêm. Rồi 2 giờ sáng từ đó dậy thì mới đi lên tới đỉnh. Mà trên đường đi gặp rất nhiều bà cụ. Bà cụ 80 tuổi có, 85 tuổi có. Mà họ cứ chống cái gậy họ đi. Và họ lại nhắc mình. Họ thấy mình mệt. Họ nói tiếng Bắc. Cô Tuệ không biết nói tiếng Bắc. Họ nói rất hay. Họ nói A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cô cứ niệm Phật đi. Cô cứ niệm Phật là đi tới hết. À, cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Mà mỗi một cái tiếng niệm Phật nó có một cái âm để làm cho phấn chất. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Mình đi mình nín là mình đã hết hơi rồi, mà họ còn niệm nữa. À, vậy đó. Nhưng mà nhờ vậy họ đi tới, lên tới đỉnh thấy mấy bà cụ. Thì chỗ đó chính là cái niềm tin.
Thì ở đây thế nào là nhất thừa? Thế nào là nhất thừa? Ekayana là chỉ có một thừa thôi. Và trong cái phẩm 3 của Kinh Pháp Hoa là phẩm thí dụ, chắc huynh đệ đều biết, phải không ạ? À? Con cái nhà lửa, rồi thì mấy cái đứa con đó, ha, nó cứ chơi ở trong cái ngôi nhà cháy rừng. Và ổng kêu nó ra, nó không ra, cho nên ổng mới nói, ra đi, cha sẽ cho xe dê, xe hươu và xe trâu, ra đây. Thì tụi nhỏ nó mới nghe có xe nó chạy ra, nó mới thoát khỏi nhà. Ra rồi nó mới nói đâu, xe đâu, xe dê, xe hươu, đâu. Thì ổng đồng thời chỉ cho một cái cỗ xe lớn, đó là cỗ xe trâu, có đủ văn châu báu vân vân. Thì dụ cho đó là nhất thừa, dụ cho nhất thừa. Thì trong Kinh Pháp Hoa đoạn này Phật nói, Xá Lợi Phất, nếu có chúng sanh nào bề trong có trí tánh theo Đức Phật Thế Tôn, nghe pháp tin nhận, ân cần tinh tấn, muốn chóng ra khỏi ba cõi, cầu chứng niết bàn, gọi đó là thanh văn thừa, như những người con kia vì mong cầu cái xe dê mà ra khỏi nhà lửa. Là chỉ mong cầu mau mà chóng chứng niết bàn. Nếu có chúng sanh nào theo Đức Thế Tôn nghe pháp tin nhận, rồi ân cần tinh tấn, cầu trí huệ tự nhiên, ưa thích riêng lẻ vắng lặng, sâu rõ nhân duyên các pháp, gọi đó là duyên giác thừa. Đọc những cái lời kinh này mình thấy hay lắm anh. Ngày xưa tụng Pháp Hoa chỉ là tụng thôi, tụng cho có phước. Nhưng mà bây giờ khi đọc đó, mình thấy những cái này có trong tâm mình hơn đấy. Những cái câu này là những cái câu ở trong phẩm 3 của Kinh Pháp Hoa. Ví dụ hồi nãy nó thanh văn thừa, mình quay thử mình có cái giống này không? Tin nhận, ân cần tinh tấn và muốn chóng ra khỏi ba cõi, tự cầu chứng niết bàn. Có khi mình ngán quá, khổ quá, chỉ mong ra khỏi ba cõi, chỉ mong ra khỏi cái nhà lửa, chứng cái tịch tỉnh của tâm. Mình chỉ mong chứng cái tịch tỉnh của tâm, thì đó là lúc mình đang ở thanh văn thừa, cái xe dê. Còn cái người cầu cái trí huệ tự nhiên, ưa thích sự riêng lẻ vắng lặng. Ai rủ đi chơi mình không đi, mình chỉ ưa riêng lẻ vắng lặng. Mình ngồi đó mình nhìn lá, mình nhìn gió và nghiệm cái nhân duyên của các pháp sanh khởi thế nào, nghiệm ra cái duyên khởi của nó. Thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt, nhận ra. Hoặc là nhận ra những cái sanh khởi của tâm, gọi đó là duyên giác thừa. Thì cái này mình đôi khi vẫn bắt gặp trong tâm mình. Như các người con kia vì cầu xe hưu mà ra khỏi nhà lửa. Nếu có chúng sanh nào theo Đức Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận, siêng tu tinh tấn, cầu nhất thiết trí, Phật trí, tự nhiên trí, vô sư trí, các món tri kiến lực vô úy của Như Lai, tức là tự mình giác ngộ đó. Tự mình giác ngộ cho nên đầy đủ các cái trí của Phật. Và có lòng thương xót, làm an vui cho vô lượng chúng sanh, làm lợi ích cho trời người, độ thoát tất cả. Đó gọi là tự giác rồi giác tha. Hạng đó gọi là Đại Thừa Bồ Tát. Và vì cầu thừa này cho nên gọi là Ma Ha Tát. Chữ Ma Ha là đại. Như các người con kia cầu xe trâu mà ra khỏi nhà lửa. Đức Phật mới nói là tất cả chúng sanh này đều là con của ta, đồng ban cho Pháp Đại Thừa. Và này Xá Lợi Phất, như cái ông trưởng giả ban đầu dùng ba thứ xe để dụ dẫn các con, tức là phương tiện, và giống như là gạt nó vậy đó. Nói ra đây, ta cho. Nhưng mà sau thì chỉ cho một cái xe lớn, báo, trang nghiêm, an ổn, hạng nhất.
Nhưng mà ông trưởng giả kia không có lỗi hư dối. À, cái này không phải vọng ngữ, mà cái này gọi là phương tiện. Gọi là phương tiện. Đức Như Lai cũng như thế, không có hư dối. Ban đầu nói ba thừa dẫn dắt chúng sanh, rồi sau chỉ dùng đại thừa mà độ giải thoát đó. Những cái đoạn này đều ở trong kinh Pháp Hoa. Như vậy rõ ràng là gọi là phương tiện dẫn dắt chúng sanh. Và cuối cùng chỉ có một Phật thừa hoặc đại thừa hoặc nhất thừa để tiến thẳng tới Phật quả. Và vì sao? Vì sao mà phải nói ba thừa? Là tại vì cái pháp nhất thừa khó tin, khó nhận. À, nói ngay từ đầu không tin nhận đâu. Cho nên trước cái phẩm thứ ba là phẩm thứ hai. Thì phẩm thứ ba này là phẩm thí dụ. Thì phẩm thứ hai là phẩm phương tiện. Thì huynh đệ có nhớ trong phẩm thứ hai của Pháp Hoa nói cái gì không? Ai có tụng phẩm thứ hai nói cái gì? Phẩm thứ hai Đức Phật á mới nói rằng là Xá Lợi Phất, trí huệ của các Đức Phật rất sâu vô lượng, môn trí huệ đó khó hiểu khó vào, tất cả thanh văn bích chi Phật đều không biết được. À, là ngài muốn nói nhất thừa, tức là trí huệ của Phật là nhất thừa đó, khó hiểu khó vào, thanh văn bích chi Phật không biết được. Thì khi mà Phật vừa nói cái này rồi là mấy vị đệ tử mà đã chứng quả rồi đó, họ mới nghi, họ nói Phật cũng là A La Hán, mình cũng A La Hán mà tại sao nói là mình không hiểu. Phật nói thế này, pháp đó không chỉ được. Không chỉ, tức là không chỉ dạy, không truyền được. Vắng bặt tiếng nói năng. Ngày xưa mà mình đọc với huynh đệ, mình thấy nó xa, mà sao bây giờ đọc thấy gần lắm. Pháp đó không chỉ được vắng bặt tiếng nói năng, vì nó beyond the language, beyond the thinking mind. Nó ra khỏi cái sự suy nghĩ. Các loài chúng sanh khác không có ai hiểu đặng, trừ các chúng Bồ Tát, người có sức tinh bền chặt. Thì khi mà Phật nói xong thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới thỉnh Phật nói. Huynh đệ có nhớ Phật có chịu nói không? À, Phật nói thôi thôi chẳng nên nói, pháp ta diệu khó nghĩ, chữ diệu là sâu màu đó. Những kẻ tăng thượng mạng nghe ắt không có kính tin. Phật không nói. Xá Lợi Phất thỉnh lần nữa ba lần. Thì cuối cùng Phật mới nói thôi, ông đã ba phen thưa thỉnh, ta đâu có nên làm eo, thôi thì để nói. À, thì khi mà Phật vừa hứa nói, thì thế nào? 5.000 người đứng dậy, lễ Phật mà lui về. Cũng còn lễ ba lại nữa rồi mới lui. Và Đức Phật yên lặng, không ngăn cản. Đó. Cho nên mình mới thấy nhất thừa khó nghe. Và vì khó nghe như vậy cho nên mới phải phân làm ba thừa. Đó. Giống như cái con đường mà mấy cái người dân này phải gánh nước, chở nước, chuyên nước, đi tới chuyển nước, đi tới kinh thành, đó là việc phải đi. À, không có tránh được. Phải làm. Cho nên cái ông trưởng thôn, ông biết đằng nào cũng phải làm. Và ông mới phương tiện nói để cho họ vui lòng, họ đủ sức khỏe để mà họ làm. Thì cũng vậy, con đường tu tập từ đây cho đến Phật quả nó vậy đó. Nó phải đi qua sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả vân vân. Hoặc là nó phải đi qua 52 quả vị tu chứng trong Đại Thừa. Nó phải vậy, nó phải diệt từ tham sân. À, nó phải như vậy lần lần tới tịch tỉnh. À, không làm sao mà rút đường được hết trơn. À, nhưng mà mình, ai mà nói tu theo tôi đây nè, mau hơn là mình đi theo. À, bằng cớ là bữa trước trên giới đàn khuyên một người nói thôi đi về nương đại chúng tu tập. Nó nói không, nó nói một câu dễ thương lắm. Nó nói thưa thầy,
con đã ở Diệu Nhân 1-2 năm hay gì đó mà con thấy có được cái gì đâu, không có vui vẻ gì hết trơn, thì nó thôi giờ con đi chỗ khác, chỗ nào mà con làm được Phật sự đó con mới làm. Nó nói vậy đó huynh đệ. Mình càng sao giờ làm sao mà mau được vậy, tu có mấy tháng mấy năm mà có thể vui và có thể độ chúng sanh được rồi, sao mau quá vậy. Và vì vậy cho nên nó chọn một cái nơi mà cái vị thầy đó, nó nói dạ thầy đó mời con tới để giúp, để tổ chức những cái khóa tu cho Phật tử. Cho nên nó tới là vì nó đã bước qua cái tự giác để đi tới giác tha. Rồi lúc đó cô Tuệ mới dùng cái tư cách làm người lớn để nói không, thầy ngăn con, thầy cấm con đừng có đi lối đó, nương đại chúng mà tu. Nó đâu có nghe đó. Thành ra cho nên mình mới thấy ở đây 5.000 người đứng dậy rời là vì họ đã bằng lòng với cái quả thanh văn duyên giác của họ rồi. Họ đã bằng lòng cái quả của tam thừa rồi. Và không còn muốn hướng tâm về Phật thừa nữa. Thì như vậy mất cái lợi. Và cũng không độ được nhiều người. Tóm lại, cái bài này nói cái gì? Bài này để thấy rằng Đức Phật có vô số phương tiện để cuối cùng đưa chúng sanh đến cái quả giác ngộ tối thượng. Và khi chúng ta dùng những phương tiện đó thì cũng không có gì ngại. Cái chặng đường này mình muốn cầu tịch tỉnh, mình ngán con người, ngán cuộc đời quá, thì mình cũng có thể tạm chọn thanh văn thừa để đi. Rồi tới một cái đoạn mình ưa rút lui, mình tu chuyên, thì mình cũng có thể chọn con đường duyên giác thừa mình đi. Nhưng mà sau đó phải hướng tâm về Phật thừa. Phải tin được cái chỗ giác ngộ toàn vẹn và độ thoát chúng sanh. Dạ, chúng sanh vô biên thệ nguyện.